Nhân viên ngoại giao của Cộng sản Việt Nam ở Slovakia đã bị đuổi vì tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tin đến từ Bratislava. Chính phủ Cộng hòa Slovakia đã quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao của tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Bratislava vì có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thưa quý vị, ông này là một nhân viên cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản tại Berlin trong năm 2017, theo nhật báo SMI. Quốc vụ khanh bộ ngoại giao của Slovakia là ông Franciszek Ruzicka đã triệu tập Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh để thông báo về quyết định ký bởi Ngoại trưởng Miroslav Lanskak rằng một trong những nhân viên ngoại giao tại Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Bratislava là người không được chào đón tại nước này và là nhà ngoại giao này phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Trong buổi gặp, ông Frusica nói rằng Cộng hòa Slovakia quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương dựa trên lợi ích chung và tôn trọng các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Đây là hành động mà Slovakia sau khi Tòa án Tối cao Cộng hòa Liên bang Đức ra phán quyết cuối cùng về mật vụ Cộng sản Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017. Theo đó, thì tòa bác bỏ kháng cáo của Nguyễn Hải Long, người tham gia vụ bắt cóc này, trịnh xuân thanh được cho là bị đưa từ đức sang slovakia bằng xe mà nguyễn hải long thuê rồi được đưa lên máy bay của chính phủ slovakia mà bộ trưởng công an cộng sản tô lâm đã mượn